Loạt chép của Piller đã có rất nhiều clip mà phụ kiện audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn em những dòng loa chép danh tiếng, chép bằng giấy, bằng lụa, bằng titan với rất nhiều mã khác nhau. Và clip này, phụ kiện audio lại lên cho anh em một dòng loa chép giấy từ kép, một trong những dòng loa chép bãi của Piller để quý vị và các bạn em có thể để tham khảo, để thay thế, độ chế hay là giống loa hoặc là ghép thêm ở ngoài. Phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa, nghe nhạc, karaoke hay loa kéo đều có thể sử dụng được. Còn chép giấy của Piller từ kép này, mặt tròn này, màng giấy rất là mịn này. Và thông số kỹ thuật của con chép giấy của Piller là Superchef Vocal của Piller với model là P9TW. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB và công suất tối đa cho một chiếc này, 100W một chiếc. Chép giấy từ kép và công suất 100W một chiếc thì anh em biết công suất rất là lớn. Và cái điểm đặc biệt trong chép giấy của Piller là tất cả những cái thông số kỹ thuật đã được in chìm ở trên sản phẩm cực kỳ rõ nét, thể hiện rõ công suất này, trở kháng, độ nhạy của loa model là P9TW này. Một cái điểm khác biệt so với những con loa kém chất lượng, những cái dòng loa kém chất lượng ấy thì thông số thường hay sử dụng là tem dán, và tem dán thì rất dễ bị làm giả và làm nhái nha. Còn những cái dòng loa chất lượng cao như của Piller, tất cả thông số đều được in chìm và cực kỳ là rõ nét. Là từ kép, đường kính vành là 10 phân 4 lỗ được cố định vào thùng rất là chắc chắn. Từ là 5,5 để thay thế được tất cả các dàn âm thanh, kể cả những cái dòng loa cổ ấy. Những cái dòng loa cổ ấy thì cái lỗ mà để khi mà nắp loa vào nó rất là nhỏ, nên anh em mà sử dụng những cái cụm từ lớn thì sẽ không thể vượt lắp cái con loa chép giấy với cái cụm từ chỉ 5,5 này, thì anh em có thể thay thế được tất cả các dòng loa. Tiếng của con chép giấy này nó cực kỳ là hay, mềm mại và tiếng leng keng tí tách và không bao giờ có cái cảm giác chói khác. Phía dưới sẽ có hai cầu đấu dây loa đã được đánh dấu âm dương. Khi mà thay thế độ chế hay giống loa, anh em chỉ cần đi đúng cầu đấu âm dương là sử dụng. Màng giấy của Piller thì sử dụng một cái vật liệu đặc biệt này, rất là mịn, màng rất là mịn này. Hiện nay có rất nhiều những con loa chép cũng sử dụng màng giấy, nhưng để được màng giấy và mịn như của Piller và chất âm hay như của Piller thì rất ít hãng mới có được con màng giấy như của Piller. Và màng giấy này rất là mịn, những con màng giấy khác trên thị trường thì tiếng nó sẽ kém hơn đó. Và con màng giấy này thì anh em có thể thay thế được tất cả các dàn âm thanh, tất cả các dòng loa của Piller hay B&B hay là dòng loa Bose ấy đều có thể sẽ sử dụng con này. Còn những dòng loa Bose hoặc B&B ấy, hay con chép nó rất hay bị cháy, khi thay con chép giấy của Piller và cái tiếng nó rất là hay và đảm bảo cho anh em về cái chất âm. Con chép giấy của Piller nó sẽ không kén loa nhé. Từ kép, chép giấy từ kép của Piller P9TW kép. Bên cạnh những cái củ rời để độ chế thay thế hay là giống loa này, sẽ có những cặp mà đã được lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, anh em có thể ghép thêm ở ngoài bổ trợ giải cao cho những cái dàn âm thanh tiếng tép nó mà kém ấy, nó mà yếu ấy, không lên được ấy, cần bổ sung thêm giải cao ấy, mà không cần phải thay thế ấy. Thì có những cái cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, để anh em có thể ghép thêm ở ngoài. Và những con loa tép mà ghép ngoài ấy, mà được lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này thì chơi nó rất là đảm bảo anh em nhé. Anh em có thể đấu trực tiếp âm đi hoặc sau cổ loa chính hoặc đẩy là sử dụng thôi, hầu như sẽ không ảnh hưởng trở kháng hay là công suất. Nhiều anh em muốn ghép thêm một loa thép ghép ngoài nhưng sợ là ảnh hưởng đến trở kháng hay công suất. Mình phải khẳng định với anh em là khi mà lắp mạch phân tần rồi thì hầu như sẽ không ảnh hưởng đến trở kháng công suất. Anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa, đặc biệt những anh em nào thường hay karaoke thì lên sử dụng những con thép gọi là tích hợp mạch chống cháy và bảo vệ loa thép này, chất âm nó sẽ hay hơn và bảo vệ con thép của anh em tốt hơn rất là nhiều. Bo mạch chống cháy và bảo vệ loa thép này thì đã có nhiều clip mà phụ kiện audio đã giới thiệu đến quý vị và các bác em, gồm sẽ có tụ này, tụ một con tụ 2.2, tùy từng mạch sẽ có tụ đỏ hoặc là tụ đen, một con trở sứ 15W kép này, một con bọ này, một cái cuộn cản, một sợi đồng với rất nhiều vòng. Giữa cuộn cản thì sẽ có một lõi sắt từ và trên bo mạch phân tần thì các đường tín hiệu cũng được đánh dấu rất là rõ, đường T được mở loa chép này, có dây đấu hai màu đi vào hai cầu đấu của loa, và đường in là tín hiệu đầu vào có đầy đủ dây đấu đi kèm, và dây đấu là dây bãi nhật, và cũng có đánh dấu đầy rõ đầy đánh dấu đường âm dương hai dây hai màu. Anh em có thể đấu trực tiếp vào âm đi hoặc sau của loa chính hoặc đẩy đã sử dụng rồi. Nghe nhạc karaoke đều có thể sử dụng được con test bằng giấy của Piller. Quý vị và các bác cùng em cùng cảm nhận chất âm con chép bằng giấy từ kép của Piller và sẽ test một chiếc này nhé. Đấy, dây đấu đang đấu hai cầu đấu âm dương của loa, mời anh em cùng cảm nhận chất âm. Thank you.
tháo ra đấu lại nhé. Quý vị và các bác vừa đã cảm nhận chất âm của loa chép giấy từ kép của Pewler. Còn loa chép giấy này anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc karaoke anh em đều có thể sử dụng được. Và một cặp chép giấy của Pewler là một cặp hai chiếc để độ chế thay thế hay là giống loa này, chỉ 500.000 một cặp, tặng kèm theo tụ xịn. Anh em yêu cầu sẽ hàn sẵn dây đấu cho anh em về đấu lối rất là dễ. Bên cạnh những củ rời để độ chế thay thế hay giống loa, anh em mà cần những cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép để ghép thêm ở ngoài, bổ sung giải cao cho những dàn âm thanh của anh em. Một cặp mà lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy, chân cốc và dây đấu dây bãi nhật này là 680.000 một cặp. Trên đây thì phụ kiện Audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các anh em dòng chép giấy từ kép của Pewler. Anh em mà cần những cặp củ rời hay là những cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép, anh em có thể liên hệ với phụ kiện Audio theo số điện thoại phía dưới này 0835318889 Hà Nội, thì anh em có thể qua cửa hàng Trương Định, Hoàng Mai, Sài Gòn ở trong quận 7. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác người em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác người em trong những video clip kế tiếp.